rõ một chút về các nhóm đấu tranh dân chủ trong nước. Thì ông Nguyễn Quang A thì được xem là một người trí thức, một doanh nghiệp xung trận, dẫn dắt và đỡ đầu cho rất là nhiều hội nhóm đấu tranh dân chủ trong nước. Vậy thì nhà báo có đánh giá gì về kiểu hoạt động được gọi là đấu tranh ôn hòa của các trí thức giống như là ông Nguyễn Quang A? Tôi nghĩ là ông ấy không phải là những cái mà cô chú Nhi mới nói nữa. Ông là một người giàu có nhá. Ông Nguyễn Quang A không phải là người nghèo. Và bây giờ tôi đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Quang A như thế này. Cái giàu của ông nó đến từ đâu? Chắc chắn nó không phải đến từ nước Mỹ. Chắc chắn nó không phải đến phải từ bất cứ một quốc gia nào. Mà nó được tới từ ngay ở trong cái đất nước này. Ông đã kiếm tiền và ông làm giàu, ông trở thành một cái doanh nghiệp và ông đã trở thành một người nghĩa là có giá trị tiền bạc ở trong cái đất nước này. Và bây giờ trở lại cái vấn đề ông tự nhiên ông đứng ra ông làm những công việc đó. Theo tôi nghĩ rằng ông chỉ là một cái công việc gọi là những người đã tới cái tuổi mà gọi là thất trùng rồi. Ông những người mà khi mà không có muốn cái măng mọc khi mà che đã già rồi. Ta nói rằng trường giang thì sóng sau rùa sóng trước. Mình phải chấp nhận cái sự thoái hóa của tuổi tác của mình để mình chấp nhận cái sự vươn lên của tuổi trẻ. Ông Bùi Tín, ông đã tới cái tuổi về hưu, ông đã bất mãn. Bởi vì cái tuổi ông ấy là không được trọng dụng nữa. Ông là một đại tá, nó khác với một người dân thường. Ông Nguyễn Ngọc cũng vậy, là một nhà văn cũng nổi tiếng. Và ông Nguyễn Quang Nga, tôi rất mong có cơ hội mình ngồi nói chuyện với nhau để mà hiểu nhau, để tôi muốn tìm hiểu là cái nguyên nhân trong cái câu hỏi này đặt. Thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một cái yếu tố duy nhất. Nếu mà ông nói rằng nhà nước Việt Nam này đó không xứng đáng, thì ông đưa cho những cái bằng chứng không xứng đáng ở cái điểm nào. Không có tự do thì không có tự do ở chỗ nào. Tôi thấy rằng cái vấn đề ông được đi biểu tình và ông không bị đàn áp. Ở bên Mỹ chúng tôi đi biểu tình, nước Mỹ không cấm biểu tình, nhưng mà nó lại có cái luật biểu tình. Thí dụ như là có một cái cơ sở, tôi muốn phản đối cơ sở đó, thì tôi tới đằng trước, tôi mướn mấy người cầm bảng đi, nhưng mà tôi phải đi tới, đi lui, chứ tôi không được đứng ở một chỗ. Những người khách đi vào trong đó không được cản trở. Khi tôi dùng một cái loa thì cái chiếc loa nó không phải phát thanh mà bên kia đường người ta nghe được. Nó có nhiều cái luật lệ lắm. Và quý vị phải thông báo cho biết là cái ngày nào quý vị đi biểu tình. Quý vị cũng có thể biểu tình bất ngờ. Thế nhưng mà lỡ có một cái chuyện gì xảy ra đó thì pháp luật nó sẽ đặt rất nặng cái vấn đề tại sao quý vị không thông báo cho cảnh sát biết quý vị sẽ tổ chức một biểu tình như vậy để cảnh sát chuẩn bị những người an ninh để giữ an ninh trật tự chẳng hạn như vậy. Đó là những cái mà chúng tôi nghĩ là cái luật lệ ở bên Việt Nam này chưa có cái luật biểu tình. Nhưng quý vị ngang nhiên chiếm giữ một cái chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, quý vị ngang nhiên đi nghênh ngông ngoài đường cản trở lưu thông. Ví dụ như một cái chiếc xe mà cứu thương họ đang chở một người bị tai nạn cấp cứu, máu ra rất nhiều, quý vị chặn đường như vậy họ đi không được. Tôi nhìn thấy trong video quý vị đi rất là ngây ngang. Thì ông Nguyễn Quang A đó, tôi không hiểu vì lý do gì ngoài cái vấn đề nhận định của tôi là ông là một cái người ông bất mãn vì vấn đề ông bị thất sủng ở một cái vị trí nào đó, thành ra ông mới đi ra được muốn làm. Bởi vì ông là một người rất là trí thức. Ông là một người, tôi nói là ông là trí thức nhất trong số các trí thức, kể cả mấy ông luật sư Nguyễn Công Định này kia. Tôi đánh giá ông rất là cao. Nhưng mà tôi tiếc rằng cái sở học và cái cao vị của ông nó không xứng đáng với cái công việc của ông đang làm. Với những hoạt động chống chính quyền như vậy, nhưng mà cho đến nay thì ông Nguyễn Quang A vẫn tự do ngôn luận và tự do đi lại ở Việt Nam. Vậy thì theo nhà báo là liệu chính quyền Việt Nam có phải là phân biệt đối xử giữa giới chống đối trong nước với những người trí thức như là ông Nguyễn Quang A không ạ? Và nếu như mà ở Mỹ thì liệu ông Quang A có bị phân biệt đối xử hay không? Trước hết phải nói về nước Mỹ đấy. Rồi này, quý vị thấy rằng mới đây có một người cái
anh ta là anh Snowden. Đấy. Giờ bây giờ anh đã bị nước Mỹ lên án là một người nghĩa là phản quốc. Thì đối với bất cứ một cái quốc gia nào đó, thường thường của những cái quốc gia mà cực đoan đó, họ sẽ chặt đầu ngay lập tức, trừ tử ngay. Bên nước Mỹ thì có thể là ví dụ những người mà kỹ sư ăn cắp tài liệu để rồi bán cho bên Trung Quốc hay bán cho Nga Tru hay là bán cho là có những cái nhẹ lắm đó, thì khoảng chừng 10 năm tù hoặc là 20 năm tù tùy theo là quan tòa phán xét. Thì riêng cái vấn đề ông Nguyễn Quang Nga, chúng tôi nghĩ rằng đó, nhà nước Việt Nam không phải là đối xử phân biệt, là tại vì ông ta là một nhà trí thức, thành ra là nhà nước Việt Nam không đối xử. Mà tôi nghĩ rằng á, cái luật lệ của nhà nước Việt Nam đối với những người mà gọi là đang chống lại nhà nước á, cần phải xét lại. Bởi vì cái luật về mà gọi là lòng ái quốc nó của quý vị nó hơi lỏng lẻo, và quý vị chưa có một cái gọi là cái quyết định rõ ràng. Dù là điều luật này điều luật kia nhưng mà quý vị chưa rõ ràng tại sao người này thì là bị ghép vào tội chống phá đất nước, người này thì lại không. Riêng ông Nguyễn Quang Nga tôi nghĩ rằng á, chưa có một cái lý do nào trầm trọng mà để cho nhà nước là để kết án ông đó. Mà họ muốn tìm một cơ hội để cộng thêm những cái lỗi lầm của ông Nguyễn Quang Nga. Và tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Quang Nga là một người rất là khôn ngoan. Đấy, ông dựa vào cái địa vị của ông đã có trong cái xã hội, và ông dựa vào cái mà cái công việc, cái chức vụ ông nằm trong những cái tổ chức chống chính quyền đó, nó khá cao, thành ra đó, nhà nước Việt Nam chưa muốn là thẳng tay để tránh cái tiếng rằng là mình là chống đối hay là mình bịt miệng những cái thành phần là đi ngược là gọi là chống đối với lại nhà nước. Mà đối với các nước dân chủ đó, thì họ cho đấy là những cái thành phần là đối lập. Nhưng mà nhà nước Việt Nam thì không bị muốn mang tiếng rằng là mình đàn áp đối lập, tại vì họ chưa có một cái quyết định rõ ràng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Quang Nga cũng sẽ phải trả lại những phải phép đền tội cho những công việc ông đã làm. Có lẽ là nhà báo đã